Chào các bạn, chào cả lớp nhé. Như vậy là ngày hôm trước thì chúng ta đã viết qua bức thư số 1, thì hôm nay chúng ta sẽ viết tới bức thư thứ hai, viết cho chính mình. Thế thì phần nội dung của bức thư thứ hai này sẽ ngắn gọn và vẫn nói về cuộc sống. Ở đây chúng ta có thể đọc qua một chút về phần nội dung của bức thư thứ hai này trước khi chúng ta viết chữ nhé. Đây này các bạn nhìn này. Đời người luôn có những điều ấm áp không mong mà tới và cả những hy vọng không ngừng lớn lên. Cho dù con đường phía trước có bao khổ ải, chỉ cần hướng đi đúng thì dù trên đường đi có bao nhiêu chông gai gập ghềnh cũng còn gần với bến bờ hạnh phúc hơn chỉ đứng mãi ở vạch xuất phát. Ok, như vậy là chúng ta thấy là chúng ta phải gọi là hôm nay là hiện tại thì ngày mai là tương lai. Dù có gập ghềnh chăng nữa thì các bạn vẫn phải tiến lên phía trước, chứ chúng ta không thể là dậm chân tại chỗ được, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là tương lai là những điều ấm áp và những gọi là thứ tốt đẹp đang chờ đón các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng viết chữ các bạn nhé. Thế thì hôm nay bức thư thứ hai chúng ta vẫn tiếp tục viết ở trên cái nền giấy giáo án ô ly. Thế thì những bạn nào chưa có sách hoặc là giấy viết như thế này thì các bạn có thể nhắn tin hoặc là liên hệ với mình. Mình cung cấp vở và cung cấp sách 999 bức thư cho các bạn nhé. Thì các bạn thấy được làm với cuốn sách giáo án như thế này thì nó là khổ A4 và cho phép các bạn có thể viết được tiếng Việt, tiếng Trung, tức là chữ Hán cứng và phiên âm của tiếng Trung. Kể cả bài dài hay là bài ngắn thì chúng ta chỉ viết một trang giấy thôi. Và các bạn viết vào trong cái cuốn giáo án 200 trang này. 200 trang, mỗi trang các bạn viết cho mình một bức. Như vậy các bạn sẽ bỏ vào cái góc học tập của mình đấy là 200 bức rồi. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần tầm khoảng cũng phải tới 5 cuốn đúng không ạ? Ít nhất là khoảng 5 cuốn, 5 cuốn sổ như thế này để cho phép các bạn viết được 999 bức. Cứ cho là 1.000 bức đi. Cái bức thứ 1.000 thì mình sẽ cho các bạn viết cái bức 1.000 đấy nhé. Hay là chúng ta chỉ dừng lại bước 999 thôi. Thế thì ở đây chúng ta bắt đầu viết vào bước thứ hai các bạn nhé. Nào các bạn cùng với mình nào. Nào bây giờ thì mình sẽ viết mẫu cho các bạn xem một số các chữ Hán nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết đó là từ nhân sinh, đúng không ạ? Rắn sông nghĩa là đời người, đúng không? Phiên âm của nó này, nhân này. Đấy. Chữ sinh này có nét phẩy ngắn, nét ngang ngắn tiếp theo, nét sổ thẳng xuống, nét ngang dài, hơi gánh nhẹ. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ viết đó là cái chữ tổng nhé. Tổng hội hữu bất kỳ. Đấy. Thế thì đây là về phần Hán Việt nhé. Đến như bạn nào không biết về tiếng Trung thì các bạn có thể viết và đọc theo Hán Việt. Còn bây giờ chúng ta biết tiếng Trung, chúng ta sẽ biết cái chữ tổng là chấm này, phẩy này, có bộ khẩu viết theo kiểu hình chữ nhật, tâm phía bên dưới như thế này, chấm ngắn, chấm tiếp theo cũng là nét chấm ngắn. Nhưng ở đây chúng ta sẽ biết đó là ba nét chấm này viết theo kiểu một đường hơi trao chéo lên một tí nhé. Tiếp theo chữ hội này, hội được viết theo nối giản thể. Ở đây mình, như mình đã nói ngay từ đầu đó là 999 bước này mình sẽ viết theo nối giản thể thôi, chứ mình không viết phồn thể. Vì đây là viết theo kiểu dạng tiếng Trung. Đấy, ưu tiên với những bạn học về tiếng Trung. Chữ hữu này chúng ta viết mình thấy các bạn viết hay bị mắc lỗi. Đó là chúng ta viết cái nét ngang, ở giữa nét ngang viết một nét phẩy dài và phía bên dưới là bộ nguyệt. Thì cả lớp chú ý là ở đây các bạn phải viết là sổ này là không phải sổ phẩy mà nó là nét sổ gọn, các bạn nhớ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ bất. Giữa ngang viết một nét phẩy dài và giữa phẩy dài viết một nét sổ gọn xuống và đánh cho mình nét chấm nhẹ buông dài sang phía bên tay phải. Tiếp theo chúng ta sẽ viết cái chữ kỳ nha. Tiếng Trung phát âm là chi. Đây, nó sẽ có hình thái như thế này. Ngang ngắn, sổ hai sổ đi song song với nhau, hai nét ngang ngắn phía bên trong, một nét ngang đừng dài quá. Tại vì phía bên tay phải này chúng ta còn viết một bộ nguyệt. Đây là chữ kỳ. Kỳ này nghĩa là nó là theo kiểu là kỳ là chờ đợi đấy các bạn. Tức là nó là chỉ về cái kỳ hạn. Đấy. Mong mỏi, hẹn gặp. Đấy, mong muốn.
Tiếp theo chúng ta viết cái chữ nhi hình dài hình thái là như này, ngang này, phẩy này, sổ ngắn này, ngang gập này, móc nhẹ này, sổ ngắn, các nét sổ được viết song song với nhau các bạn nhé. Tiếp theo viết chữ ngộ. Chữ ngộ này chúng ta nhớ nó phải thu về. Ngang, ngang, sổ gập như thế này. Kéo một nét gập vào như này. Đánh một nét chấm. Bộ quay xước. Chúng ta nhớ bộ quay xước này viết thì hình thái của nó này, nét mác này kéo dài nhưng chúng ta chỉ dài trong gọn trong một ô này thôi, chứ các bạn không được phép viết là nó dài quá nhé. Sau cái chữ ngộ này chúng ta sẽ viết đó chính là chữ đích. Hán Việt nha. Đấy, bộ bao này. Được viết nhỏ hơn một, tức là to hơn cái bộ bạch phía bên tay trái này một chút. Ở đây chúng ta viết cái chữ đích, cái chữ tự này. Trong tiếng Trung này thì các bạn chép 999 bước ấy, thì phải nói là các bạn sẽ viết được đẹp khoảng 100 bước đầu tiên, các bạn sẽ viết được đẹp ngay thôi. Tập viết nhiều 100 bước là cũng có thể là cái cách tập luyện rất là hiệu quả. Đấy. Bộ nhật này. Đấy. Tiếp theo là bộ chảo. Chấm, chấm, phẩy. Phẩy ngắn sẽ được viết dài hơn do hai nét chấm về bên bên tay trái, một nét ngang ngắn, một nét ngang dài. Phẩy nhẹ xuống. Nét ngang phẩy và nét mác, mác sẽ được viết thấp hơn nét phẩy ngắn này một chút nha. Tiếp tục chúng ta để chuyển sang đây. Hai ô nữa. À, dành cho nét phẩy là mất một ô rồi, chữ hòa này. Có bộ hòa. Sau đó viết bộ khẩu. Khẩu vị trí nằm phía bên tay phải sẽ được viết to hơn một chút so với vị trí tay trái, vẫn là để lộ cái nét sổ và để lộ cái phần đuôi của nét ngang này ra. Còn thêm một ô nữa chúng ta sẽ viết đó chính là chữ sinh các bạn nhé. Phẩy ngắn thì ngang ngắn, ngang ngắn, sau đó là kéo một nét sổ xuống ngang dài như thế này. Đấy. Tiếp theo này chúng ta sẽ viết chữ sinh sinh bất tức đúng không? Thế thì lúc nãy là mình viết ở phía bên trên, dòng phía bên trên là mình viết một chữ sinh rồi. Phía bên dưới mình viết thêm một chữ sinh nữa. Hai nét ngang ngắn, một nét ngang dài. Thế thì giải nghĩa sinh sinh bất tức nghĩa là gì? Cả lớp có hiểu không? Đây nó là một cái gọi là ở bên Trung Quốc ấy thì nó gọi là một thuật ngữ được dùng nhiều trong triết học Trung Hoa. Đấy, môn triết học ấy. Mình sẽ viết chữ tức ở nha. Thế thì sinh sinh bất tức này ấy, nó chỉ về một cái sức sống gọi là mãnh liệt, bất diệt các bạn nhé. Đây nó có bộ tự này, xong rồi bộ tâm phía bên dưới nha. Đấy. Đấy, nó chỉ về sức sống mãnh liệt. Thế thì ở đây các bạn nói chỉ về cái sự sinh sôi. Đấy, chỉ về cái sự sinh sôi nảy nở, ví dụ như thực vật hay là gọi là chiến đấu ấy. Đấy, thế thì ở đây thì chúng ta thấy là đây là một cái dạng như kiểu là một cái câu mà nó là sinh sôi không ngừng ấy nhá, gọi là không ngừng lớn lên ấy đúng không? Đấy, ở trong cái nguyên văn tác giả dịch rất là hay, đó là cả những hy vọng không ngừng lớn lên. Thế thì ở đây chúng ta phải luôn hy vọng vào cái tương lai có một sự tươi sáng và tốt đẹp hơn, sinh sinh bất tức. Đấy, hôm nay chúng ta có thể được học cái câu ngạn ngữ này. Tiếp tục chúng ta viết tiếp chữ đích này. Đây này lại thuộc về cấu trúc ngữ pháp của tiếng Trung rồi. Chúng ta viết hai cái nét sổ để lộ ra nha, để lộ chân tủ ra các bạn nhé. Bộ bao này, bẻ gập này. Tiếp tục ở phần phía bên tay phải, các bạn viết tiếp cho mình các chữ Hán mà chỉ nằm gọn trong một ô thôi các bạn nhé. Chúng ta phải viết cái chữ hy vọng. Hy vọng nó sẽ có một đoạn dấu x nhẹ như này. Xong bắt đầu kéo cho mình một nét ngang dài, một nét phẩy, bộ cân, số thăng từ trên xuống. Tiếp tục là tới chữ vọng. Vọng này thì có được cái bộ có cái chữ vong này, nguyệt này, vương này. Đấy. Có một số cái câu chuyện rất là hay nhờ cái chữ vọng này, đó chính là vọng này cũng là hy vọng mà vọng này cũng là thất vọng. Nó chỉ về câu chuyện đó là một quân vương đi gọi là đánh trận nhưng mà thua, mất nước là có bộ chữ vong này các bạn thấy chưa?
đấy. Thế xong là gọi là đứng trước sông thì mặt trăng soi đấy, ở dưới là có bộ vương là vua ấy. Thì đây nó chỉ là một cái câu chuyện vui để chúng ta có thể nhớ và hiểu sâu hơn về cái chữ vọng này nhé. Qua câu chuyện vừa rồi thì mình thấy được là nó chỉ là một câu chuyện vui thôi để chúng ta nhớ được chữ Hán thôi, chứ nó chỉ là mang tính tham khảo thêm các bạn nhé, chứ không phải là cái ý nghĩa và giải nghĩa theo chữ vọng này. Tiếp tục chúng ta viết tiếp, ở đây chúng ta viết chữ bất quả. Và các bạn nhớ là cái chữ bất thì lại tiếp tục viết thành cái nét ngang dài này, giữa ngang dài này viết cho mình một nét phẩy ngắn xuống, kéo vào, chấm. Tiếp theo là chữ quản thì chúng ta nhớ là phải viết bộ trúc này, xong mà có một cái nét chấm nhỏ ở phía bên trong, nó là bộ miên các bạn nhé, bộ miên ấy, sổ trước, bộ khẩu tiếp theo. Đấy, kéo nhẹ vào như thế này. Tiếp theo thì đó là chiến phăng tiêu lưu yểu tu khủ, nếu mà dịch theo Hán Việt, đọc theo âm Hán Việt thì chúng ta sẽ nói là tiền phương đúng không, tức là phía trước. Đây chúng ta lại thấy có bộ nguyệt đây, nhưng mà được viết nhỏ thôi ạ. Đấy, xong là bộ đao nhé, bộ đao sẽ được móc thấp xuống, cái đoạn ngang ở phía bên trên này chúng ta viết nó dài ra hơn một chút này. Tiếp theo là các bạn sẽ viết cái chữ phương có nét chấm, một nét ngang dài như thế này, ngang cặp móc trước, sau đó mới viết một nét phẩy ngắn vào. Tiếp theo là tới chữ đích, lại vẫn được thuộc chữ đích. Đây là nó thuộc về cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Trung, để lộ hai cái chân tụ ra như này nha, ngang gập vào này, chấm nhẹ này. Tiếp theo chúng ta sẽ viết đó chính là chữ lộ ấy nha. Đây nó có bộ túc đây. Bây giờ muốn đi ở trên đường thì phải có bộ túc, cái là chân, bộ chỉ. Các bạn nhớ viết là cái hình thái là phẩy sẽ được viết là gì hơn nhá, thấp hơn một chút, mát được viết cao lên nhá. Tiếp theo này các bạn viết chữ viết tiếp cho mình chữ hữu này. Đấy, giữa ngang viết cho mình một nét phẩy dài, và giữa phẩy dài viết cho mình một nét sổ gọn như thế này. Bộ nguyệt phía bên dưới được viết nhỏ thôi, thon gọn. Tiếp theo chúng ta sẽ viết đó là chữ đa, Hán Việt là đa. Hai cái bộ tịch đêm tối này đấy, mới biết là nhiều đúng không? Tiếp chúng ta viết cái chữ khổ các bạn nhìn nhé, bộ thảo này kéo nét ngang dài ra này, sổ phẩy nhẹ, tiếp tục lại ngang tiếp, xong là giữa sổ và phẩy này chúng ta viết bộ khẩu đấy, rất nhẹ vào như thế này được chưa. Thế thì lại chấm phẩy đây một cái. Tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ chỉ, nó chỉ có một bộ khẩu gập nhẹ như thế này, phẩy ngắn, chấm. Tiếp theo lại viết chữ yêu nha, yêu có bộ á, mai chúng ta vừa học xong các bạn nhớ không ạ, nghĩa là bộ á này nó sẽ thu đáy về nhé, nữ phía bên dưới này. Đấy, kéo một nét ngang dài vào như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ viết đó là chữ tẩu, ngang sổ, ngang sổ, hai bên sổ thẳng, phẩy kéo mắc nhẹ như thế này. Đấy, tiếp tục chúng ta lại viết cái chữ đích này, như mình đã nói thì các bạn chỉ cần viết 100 cái bộ thu 100 cái bức thư đầu tiên thôi thì các bạn sẽ viết được chữ đích này rất là đẹp. Các bạn cứ nhớ cho mình bộ bạch sẽ được viết nhỏ hơn bộ bao phía bên trong nhé. Đấy, lại tiếp tục chữ phương này, phương hướng mà, phải nhẹ trên xuống dưới như thế này. Tiếp tục chúng ta viết cái chữ hướng có một nét phẩy ngắn, một nét sổ, ngang gập móc, móc nhẹ và đánh cho mình một bộ khẩu nhỏ phía bên trong như này nhá. Lại tiếp tục viết tiếp, chúng ta sẽ viết cái chữ chính xác ở đây. Đấy, trong tiếng Trung phát âm là chân chuệ. Thế thì chữ chính chúng ta sẽ viết đó là một cái nét ngang phía bên trên, giữa ngang kéo một nét sổ, giữa sổ này kéo một nét ngang, xong lại một nét sổ như thế này, một nét ngang dài vào. Chữ xác này thì chúng ta sẽ viết đó là một bộ thạch, thạch bao gồm một nét ngang ngắn, một nét phẩy ngắn, bộ khẩu ở giữa nét phẩy ngắn này. Tiếp tục là bộ giác phía bên tay phải,
Bộ giác này nó có ý nghĩa là gì? Chúng ta học rồi, chúng ta thấy là nó là có ý nghĩa là góc sừng đúng không? Phẩy một cái ở đây. Tiếp tục lại viết câu bất quản tiếp. Tiếp theo chúng ta lại viết cái chữ bất quản các bạn nhé. Bất quản này thì đấy là đọc theo âm Hán Việt, còn trong âm tiếng Trung chúng ta nói là bù quả. Thế thì cái chữ bất quả này thì nó có ý nghĩa là gì, hay nghĩa của nó là gì? Đấy, nghĩa của nó ở đây ấy, chính là bất luận, cho dù, bất kể một cái gì đó, cho dù một cái gì đấy, tức là không cần quá quan tâm lắm đúng không? Đấy, lại viết cái chữ đa này, hai cái bộ tịch này, đêm tối này, thức đêm mới viết đêm dài thôi. Đấy, tiếp tục cả chữ ma nha, tiếng Trung gọi âm là mơ, chấm nhẹ này. Tiếp theo chúng ta sẽ viết cái câu đó là chỉ về cái ý nghĩa là gồ ghề, thì nó sẽ có hình thái như thế này. Đầu tiên chúng ta viết cái bộ sơn đấy, đồi núi này là khó đi này, tượng hình này, tiếp tục này, tiếp tục là từ cái phần đó bộ đại phía bên trên, nhưng tôi viết nhỏ như thế này hình thái của nó. Tiếp theo phía bên dưới chúng ta viết hình thái của nó giống như là một cái chữ khả, móc nhẹ. Đây trong Hán Việt nó gọi là kỳ. Kỳ tiếp theo lại bộ sơn tiếp phía tay trái này, xong là viết nét phẩy và nét chấm dài kéo xuống dưới như này. Đây Hán Việt đọc là kỳ khu, còn trong tiếng Trung phát âm là chí truy đúng không? Chí truy này nó có chỉ về cái ý nghĩa đó là gồ ghề, khó đi. Đấy, nếu mà đọc về tiếng Trung ấy thì mình sẽ nói cả cả cái cụm từ này, đó là chí truy bù bình đúng không? Tức là gồ ghề, khó đi và không bằng phẳng. Đấy. Nguyên văn của cái câu này đó là cho dù con đường phía trước có bao khổ ải, chỉ cần hướng đi đúng thì dù trên đường đi có bao nhiêu chông gai gập ghềnh. Như vậy cái câu này nó phải nói chông gai gập ghềnh đúng không? Nó cũng tức là một con đường mà nó rất là gồ ghề, nó không không có bằng phẳng để mình đi. Đấy. Thì tiếp theo mình viết cái chữ bình nhé. Bình thì ở đây các bạn viết là nét ngang ngắn nhé, chấm phẩy ngang như thế này, kéo một nét sổ kim thẳng từ trên xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ viết cái câu này, Hán Việt đọc là đô. Đấy. Ở đây nhiều bạn viết cái hình thái nào bộ lão phía bên trên với lại bộ nhật phía bên dưới, các bạn viết nó hay bị lỗi. Các bạn nhớ là các bạn phải viết là cái bộ nhật này phải viết nó nấp vào bên trong một chút để sao cho chỉnh thể phía bên trên và phía bên dưới, cái nét sổ này nó gần như nó ở giữa cái bộ nhật này thì nó không bị lệch chữ nhé. Chúng ta viết cái chữ tỷ này, Hán Việt này, hát nhẹ này. Đấy, và phía phía bên tay trái bắt đầu cũng được viết nhỏ hơn, tay phải được viết to hơn một tí. Đấy, chúng ta viết cái chữ chạm. Chạm ở đây nghĩa là đứng ấy, đứng ở này, đây là chữ tại nghĩa là ở này, ngang đấy, chữ tại đây Hán Việt tại các bạn nhé. Tiếp tục tại gọi là tại chỗ ấy. Đấy, đây chữ nguyên đây, thu đáy, thu đáy. Hai nét sổ đều thu đáy về, sổ thẳng từ trên xuống, chấm trái, chấm ngắn phải như thế này. Tiếp theo chúng ta viết cái chữ địa, có một bộ thổ này, hát nhẹ, giữa ngang và hát này chúng ta sẽ kéo một nét ngang gọng móc đi lên như thế này, sổ thẳng từ trên xuống, sau đó một nét sổ gọng móc như này, lùi lại một cái móc nhẹ lên, lùi lại một cái móc nhẹ lên. Đấy, móc thì móc thẳng đứng lên trên các bạn nhé, đây là nét sổ cong móc. Đấy, sổ cong móc cho nên là cần phải vươn dài ra và chúng ta sẽ móc từ dưới móc lên trên một chút, lùi lại một tí, hồi phong lại nhé. Chúng ta viết cái chữ canh tiếp cận này, hạnh phúc này, tức là nó sẽ chúng ta đấy là nguyên văn của nó này, nhiều chông gai gập ghềnh cũng còn gần với bến bờ hạnh phúc hơn chỉ đứng mãi ở vạch xuất phát. Thì chúng ta tiếp tục viết tiếp cái chữ canh, nó có hình thái như thế này, có một nét ngang dài thu đáy về, hình thái giống như bộ điền như thế này này,
số cong phẩy xuống và một nét mát. Đấy. Tiếp tục các bạn viết cho mình chữ tiếp, nó có bộ thủ, nghĩa là tay. Nhớ là cho mình khoảng 1 phần 3 nhé. Bên trên bộ lập sẽ được viết rất là ngắn và được viết bé thôi. Bên dưới chúng ta viết bộ nữ ngang dài. Đấy, tiếp này thì là ngang dài các bạn nhé. Đấy, tiếp tục chúng ta viết cái chữ cận này. Có bộ cân phía bên trên. Sau đó thì bộ quay xước phía bên dưới như thế này. Đấy. Đúng không? Tiếp cận này còn có ý nghĩa đó là ở ở gần thì đúng không ạ? Chúng ta dịch là ở gần vậy ạ. Chúng ta viết chữ hạnh nhé. Ngang dài này, chấm phẩy này, ngang ngang tiếp theo được viết hơi dựng dài vừa vừa. Sổ trên và sổ dưới chúng ta sẽ viết thẳng hàng với nhau như thế này. Tiếp tục chữ phúc, chấm ngang phẩy bẻ gập, sổ chấm ngang bộ khẩu, khẩu viết theo kiểu hình thẳng ô vuông, bộ điền như này nhá, kéo ngang ra gập này. Đấy, ngang. Đấy, sổ ngắn kéo một nét ngang vào như thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chữ phúc. Đây là nét chấm ở trong tiếng Trung các bạn nhé. Chúng ta viết rõ ra nó có một cái lỗ giấy phía bên trong trống như này. Đừng các bạn đừng viết một dấu chấm giống như là tiếng Việt nhé. Nó không phải như vậy nhé. Như vậy mình đã hoàn thành xong bức thư số 2. Ở đây chúng ta lại tiếp tục viết phía bên dưới và ký tên các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ viết cái câu cuối ở đây, đó là ghi bức thư số 2 bằng tiếng Trung bằng chữ Hán các bạn nhé. Xẻ cái sư chỉ là đi ai phân xin. Thế thì bây giờ thì mình sẽ viết bằng giản thể các bạn nhé. Đây chúng ta viết bộ mịch này. Đấy, giản thể thì nó như thế này. Thế thì ở trong lớp thì lát nữa thì mình sẽ gửi cho các bạn, đó là bản phồn thể nhé. Tức là mình sẽ dịch ra cho các bạn và mình sẽ viết cho các bạn ra chữ phồn thể, để cho cả lớp bạn nào mà học về phồn thể thì các bạn có thể các bạn nhìn vào mẫu để các bạn đấy, để cho các bạn có thể nhìn vào bản mẫu để các bạn viết lại. Chứ không thì nhiều bạn không rõ viết phồn thể như thế nào, các bạn viết vừa giản vừa phồn lẫn lộn, đâm ra thì nó lại cái bức thư nó lại mất hay. Đã là phồn thì mình sẽ viết những cái chữ Hán đấy quy đổi và viết thành chữ Hán gốc phồn thể. Còn đây là giản thể, nó là bên hiện đại giản lược các nét. Thường thường những bạn học ở chữ phồn thể thì các bạn ấy học tiếng Trung và các bạn ấy giao tiếp với người Đài Loan hoặc là Singapore hoặc Mã Lai đấy, hoặc là Hồng Kông các bạn nhé. Còn là Trung Quốc đại lục thì người ta đã dùng bên giản thể hết rồi đấy, sử dụng chữ Hán rồi viết giản thể các bạn nhé. Đây là chữ đệ này, bộ cung này, cong này, sổ thẳng từ trên xuống này, phẩy nhẹ này. Đấy, xong chúng ta viết số 2 vào đây ạ. Viết số 2 vào đây nhé. Đấy, sau khi chúng ta viết số 2 rồi, chúng ta sẽ viết cái chữ chữ phong này. Hai thằng sổ phía bên trên thẳng hàng với nhau các bạn nhé. Đừng bạn nào kéo một nét sổ dài thẳng từ trên xuống. Sau đó là bộ thốn này. Tiếp tục là chúng ta viết cái chữ tín. Tín này nghĩa là thư tín, một nét ngang dài như này, ngang ngang khẩu. Khẩu được viết theo hình chữ nhật các bạn nhé. Được rồi, như vậy chúng ta đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ ký tên ở dưới. Đấy, mình sẽ ký tên ở phần phía dưới của chữ Hán nhưng mà nó là đầu của phiên âm. Các bạn ký tên thì các bạn ký ở một ở phần phía dưới của tiếng Việt, hoặc là ký theo mình, đó là ký ở phần phía dưới trên phiên âm một chút nhé. Thì các bạn thường thường các bạn sẽ viết chữ Hán xong là phiên âm phía bên dưới, hoặc là dịch nghĩa phía bên dưới, hoặc là dịch nghĩa phía bên trên. Thường thì chúng ta sẽ phải dịch nghĩa trước sau chúng ta viết chữ Hán sau mới là đúng. Tại vì các bạn học thì các bạn phải học là về bên dịch nghĩa trước sau đó mới học và viết chữ thư pháp về sau. Tức là viết trình bày phía bên dưới, các bạn phải hiểu nghĩa xong các bạn mới viết ra, chứ các bạn không thể viết xong các bạn mới dịch nghĩa được. Như vậy có một số những cái chữ Hán, một số những cái từ mà nghĩa xấu các bạn viết ra rồi các bạn mới biết ồ thì hóa ra là cái chữ này mình không nên lấy, đúng không? Thế thì bài ngày hôm nay chúng ta học là số 2, tới bức thư số 2 này các bạn nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức thư số 2 này. Các bạn có thể nhìn qua một chút. Với cái bức thư số 2 này thì các bạn thấy được là cả phiên âm và cả chữ Hán
cũng là một cái bức thư khá là tương đối nhá. Về nhà các bạn có thể tập thêm cho mình nhá. Đấy thì về phần dịch nghĩa và về phần viết chữ Hán này và phiên âm thì các bạn nên trình bày giống như mình đây cũng được. Còn vì ngày tháng thì các bạn có thể ghi ở trên đầu này cũng được nhá, ghi ngày tháng trên đầu này. Còn ở đây thì mình không ghi vì mình ghi ngày tháng của cái cuốn vở này mất rồi, mình ghi ở đầu bìa trang cơ chứ mình không ghi ở ở đây. Thì cứ gọi là gói gọn viết xong cái cuốn sách này thì 3 năm đi. Đấy, ví dụ hôm nay 2023 đúng không? Bắt đầu viết đúng không ạ? Thì viết tới 2026, 2026 đúng không các bạn? Khoảng 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 cái tầm đấy đấy nhá. Đấy, nhưng mà nó phải vào gần cuối năm của 2026 cơ, chứ còn bây giờ mới là ví dụ là sang đầu hè 2026 thì chưa đâu. Đấy là còn chưa tính những cái phát sinh và những cái khách quan nữa, ví dụ như là các bạn lười nộp bài thì mình phải giục các bạn hoặc là mình phải gia hạn thêm cho các bạn vì ai cũng có việc bận đúng không? Đấy thì hy vọng là chúng ta sẽ luôn đồng hành và có thể là bắt đầu học từ hôm nay và luôn giữ được cái ngọn lửa đam mê viết chữ, kể cả là các bạn cũng có thể viết chữ tiếng Việt rất là đẹp mà, luyện tiếng Việt này cũng được này. Không thì chúng ta học sang chữ Hán này cũng được. Đầu tư tiếng Trung, đầu tư chữ Hán khoảng 3 năm đi thì chắc chắn là chữ của các bạn sẽ càng ngày càng đẹp lên nhá.